Rồi tiếp theo bài này của mình là tôi để thể hiện các em hiểu được những cái bài trước đó như thế nào thì tôi sẽ cùng với các em làm một cái bài tập này. Ví dụ tôi cho các em một cái chi tiết bằng cái cách là phát tay, và chi tiết của tôi đã vẽ ra là cái chi tiết này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là xây dựng cái model tree cho nó, xây dựng cái model tree cho nó để chúng ta biết được coi xem coi là mình sẽ thể hiện cái quá trình hình thành cái chi tiết này như thế nào. Rồi bây giờ các em tiến hành, chúng ta sẽ thực hiện. Thì tôi hướng dẫn sơ qua như thế này, bữa ta hướng dẫn rồi nhưng giờ tôi sẽ hướng dẫn sơ lại. Ví dụ bây giờ với cái chi tiết này thì chúng ta sẽ vẽ cái gì trước? Chúng ta sẽ vẽ cái gì trước? Vậy thì chúng ta sổ ra đây chi tiết của mình đây. Để hình thành cái chi tiết này thì chúng ta sẽ vẽ cái gì trước? Chúng ta sẽ vẽ chi tiết đó ra. Rồi vẽ chi tiết này thì tiếp theo để vẽ cái chi tiết này thì ta dùng lệnh gì, chúng ta phải giải thích nó ra. Rồi trong quá trình dùng lệnh này thì nó sẽ cần những yếu tố gì, chúng ta triển khai ra, hình dung không? Rồi tiếp theo là chúng ta cần cái gì, chúng ta triển khai tiếp. Rồi tương tự vậy, sau khi chúng ta hoàn thành xong, chúng ta thấy đủ đầy đủ hết rồi, chúng ta chuyển sang vẽ cái thứ hai. Rồi tương tự vậy, cái thứ hai này mình dùng lệnh gì? Sau khi dùng lệnh này xong thì ta cần những yếu tố gì, chúng ta vẽ ra. Hiểu không mấy em? Đó, mình ghi ra hết, cần cái gì mình ghi ra, cần cái gì mình ghi ra. Rồi sau bây giờ các em làm đi, rồi tôi cũng sẽ sau khi các em làm xong, các em nộp bài xong, tôi sẽ tiến hành là hỏi vấn đáp. Hỏi vấn đáp thì chúng ta sẽ thấy được những cái mà chúng ta ghi thiếu. Còn nếu mà chúng ta ghi đủ rồi thì hôm sau là mình sẽ thực hiện bài tập rất là tốt. Còn giờ mà chúng ta làm cái này mà bị thiếu là hôm sau chúng ta sẽ về sau là chúng ta bị lấn cấn liền. Thì thật ra cái này người ta gọi là hoạch định cái kế hoạch làm việc đó. Mình muốn làm gì mình phải chuẩn bị hết thông tin chứ không phải tới lúc đó bí rồi bắt đầu mình mới đi mò đi tìm thì không thể nào mà đạt được kết quả tốt. Vậy là bây giờ mình chỉ viết ra các bước để mình hoàn thành cái chi tiết này đúng không thầy? Đúng rồi, tức là bây giờ mình sẽ xây dựng cái model tree của cái chi tiết mà tôi cho đây nha. Đây là chi tiết của tôi cho các em. Được chưa? Rồi sau khi tôi hỏi xong rồi tôi sẽ chốt lại cái đáp án của nó nha. Rồi từ đó các em lấy cái đó các em sẽ làm cái bài học cho những cái sau.